Nhóm phiến quân Hồi giáo cho rằng quyền tự trị là chìa khóa cho hòa bình, tin từ Maguindanao. Một nhà lãnh đạo của nhóm chủ chiến Hồi giáo lớn nhất Phi Luật Tân ngày hôm nay cho biết họ đã sẵn sàng thành lập một chính phủ tự trị và khôi phục lại hòa bình tại khu vực Mindanao khi họ đang xem xét việc ký kết thỏa thuận hòa bình với Manila. Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro gần đây đã đồng ý một thỏa thuận chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài 40 năm đã cướp đi sinh mạng của hơn 120.000 người và 2 triệu người đã phải di tản. Khuôn khổ thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết vào thứ Hai tới với sự chứng kiến của Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino, và Chủ tịch của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, ông Murad Ibrahim. Người phụ trách các vấn đề chính trị của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, ông Ghazali Zafa, nói với các phóng viên rằng lộ trình hòa bình sẽ thiết lập một khu vực mới tự trị được gọi là Bansa Moro, sẽ làm vừa lòng người Hồi giáo Phi Luật Tân, những người đã muốn có quyền tự trị ở các vùng đất của tổ tiên của họ.